phải là cô Tơ đấy sao? Đúng là duyên phận sư khiến mà. Ai xui má đỏ môi hồng để anh nhát thấy đem lòng thương yêu. Chào Tơ. Dạ vâng, chào anh. Đây đấy, em ấy chào mình là anh mới ngọt ngào làm sao. Người gì đâu mà vừa trắng lại vừa tròn, nước trong ai chẳng rửa chân, cái má trắng ngần ai chẳng muốn hôn. Ê, nhưng mà sao cô Tơ nhìn mình cứ là lạ sao ấy nhỉ? Không được, không được rồi. Trai chưa vợ mà thế này thì không được. Mình phải xăm cái áo mới cho nó thay đổi cái con người đi mới được. Lúc ấy á, chắc có mà cô Tơ nhìn mình không dứt được lắm chứ. Tháng trước thằng Nô nó mượn mình 5 đồng, cũng sắp đến ngày nó hẹn trả rồi. Mình có nên đòi nó trước không hay đợi đúng đến ngày nhỉ? Tự dưng đòi tiền nó cũng ngại, nhưng không đòi nhỡ nó quên thì sao? Này anh Tuất, sao nay trông anh lạ thế? Có chuyện gì à? À không, nếu cần giúp gì thì cứ bảo tôi nhá. Không cần gì đâu. Nếu anh đang cần tiền thì tôi sẽ thu xếp trả anh sớm 5 đồng tháng trước tôi vay. Chỗ cùng anh em làm tôi làm tớ với nhau, cần gì cứ nói với tôi một tiếng. Ôi dảo ơi, tôi đã bảo là không có gì rồi mà. Tiền anh vay thì cứ thư thư rồi trả cũng được. Tôi cũng có tiêu gì đến tiền đâu. Thế không phải cần tiền gấp chứ gì? Không. Ôi giời ơi, tốt quá. Thế anh thư thư cho tôi thêm vài bữa nhá. Gần đây cũng đang túng quá. Tôi đảm bảo sang tháng sau sẽ trả đủ cho anh. Thì được rồi. Anh đúng là người anh em tốt. Cảm ơn anh. Cái mồm này, sao lại đi nói như thế chứ? Từ giờ đến tháng sau còn gặp cô Tơ biết bao nhiêu lần. Chẳng nhẽ lần nào cũng nhếch nhác thế này à? Ôi giời ơi. Công nhận, thằng Tuất đợt gần đây tiến bộ, làm việc chăm chỉ, việc nào ra việc nấy. Có khi phải khích lệ một chút cho nó phát huy, như thế mình vừa có tiếng, vừa có miếng. Thằng Tuất đâu? Lại đây ông bảo. Dạ, ông ngợi con ạ. Ngươi làm việc ở nhà ông cũng kha khá thời gian rồi. Công việc thì cũng chưa phải là thật tốt đâu, nhưng ông có tính thương người. Giờ cũng coi ngươi như người trong nhà đấy. Thế nên mai ông lên chợ huyện, ngươi đi cùng ông một chuyến, rồi ngươi xem ưng cái gì ông mua cho nhá. Ôi, được phú ông coi như người nhà thế là con vui lắm rồi ạ. Con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn nữa. Được rồi, thế hay mai lên chợ huyện ông mua cho người cái áo mới nhá. Chứ xem cái áo người kìa. Có sao đâu ông, con phận tôi tớ, ăn thèm vác nặng, ăn mặc thế nào mà chẳng được. Mà mai chẳng phải bà dặn là đi hái đỗ sớm sao ạ? Nhờ, thôi, tùy người nhá. Đấy, cứ chăm chỉ vậy, ai quý cũng yêu. Thôi, mai ông đi lên huyện một mình vậy. Dạ vâng ạ. Ê, mày vừa nói cái gì thế hả, cái mồm vô dụng này? Cả đời này chưa thấy phụ ông nói mua đồ cho ai bao giờ, thế mà lại còn từ chối. Không thích áo mới này. Không thích áo mới này. Ôi giời ơi, cái miệng làm hại cái thân rồi. Chắc giờ này phú ông lên đến chợ huyện rồi đấy. Này anh Tuất, nắng thế này mà anh vẫn phải làm việc à? Anh uống ngụm nước đi. Cô Tơ đấy à? Nhìn thấy cô là tôi vui rồi. Tôi cũng vừa mới uống nước rồi.
Vâng, thế anh không uống thì thôi. À mà, tối mai trên đình có hát chèo đấy. Thế à? Hát chèo thì chắc là các ông các bà đi nhiều phải biết. À, cô Tơ đấy à? Mai tôi cũng định lên đình nghe hát chèo đây này. Để tôi qua gọi cô một tiếng, rồi mình cùng đi nhá. Anh Hầu cũng thích nghe chèo à? Thế mai khi nào đi, anh gọi tôi nhá. Được, được. Ơ kìa, cô Tơ ơi. Tôi chỉ định bảo các ông các bà thích hát chèo như thế, chúng mình mà đi xem hát chèo cùng nhau thì chắc cũng sẽ ở bên nhau đến già nhỉ. Sao định mệnh của mình lại nhiều chướng ngại vật thế này? Chỉ tại mày thôi, cái mỏ vô dụng ấy. Ô, cái mỏ vô dụng à. Kìa anh Tuất, anh có chuyện gì thế? Sao số anh khổ thế này hả Xoài ơi? Anh Tuất, anh có gì ấm ức hay có nỗi khổ gì cứ nói ra đi, bọn em sẽ giúp anh. Có cả Hồng Xiêm ở đây này, chỉ cần nó ra tay là gạo say ra cám. Đúng rồi, anh cứ nói đi. Anh khổ lắm các em ơi. Chuyện là... Anh buồn quá các em ạ. Ôi giời ơi là giời. Anh Tuất ơi là anh Tuất. Anh khổ như thế các em còn cười được à? Em đến bó tay toàn tập với anh. Đúng đấy, người ta bảo bệnh sĩ chết trước bệnh tim, đúng là chẳng sai. Anh thích chị Tơ thì anh phải mạnh dạn lên chứ, phải nói nỗi lòng của mình ra. Nhưng vẫn còn cơ hội cho anh đấy. Tối mai anh đi xem hát chèo, rồi mang cho chị Tơ món quà nhỏ nhỏ nào đó xem sao. Đúng rồi, tối mai đi xem chèo. Anh mang mấy củ khoai đi cho cô Tơ ăn cho ấm bụng nhỉ. Đúng là anh Tuất. Anh ơi, nghỉ tay lên uống nước chút đã. Vâng, tôi tranh thủ cuốc thêm chút đất, lát còn về sớm ấy mà. À, anh Hợi sao vậy? Có chuyện gì à? Ôi chào, tôi vừa mới phát hiện một quả dưa to ở ruộng dưa nhà tôi, các bác xem này. Ôi, trần đời tôi chưa thấy quả dưa nào to, đẹp đến như vậy đâu. Dưa trái mùa mà lại to đến chừng ấy á. Quả thật là kỳ lạ đấy. Ở đây có cho gì mà vui vậy ta? Ô, cha cha, quả dưa ở đâu mà to thế này? Dạ, ở ruộng dưa hấu của nhà tôi cũng vừa phát hiện ra. Ý cậu nói, quả dưa này là cậu tự trồng đấy hả? Dạ đúng như vậy thưa lý trưởng. Cha cha, giỏi, giỏi dữ. Không phải vụ dưa mà ruộng dưa của cậu cũng có trái dưa không lô thế này cơ à? Dạ, tôi cũng đang bất ngờ lắm. Giỏi, giỏi lắm. Hầu, mang quả dưa đó về cho ông. Dạ vâng thưa ông. Kìa, đó là quả dưa của tôi mà. Ha, nhưng giờ nó đã là của ta rồi. Khá khen cho nhà ngươi Hợi à. Trông được quả dưa khổng lồ, ngon ngọt thế này. Giỏi, giỏi lắm. Thôi, ta về. Ờ, dưa của tôi... Lão lý trưởng vô lý thật, đúng là cướp trên giàn mướp mà. Lấy quả dưa của cậu Hợi một cách thản nhiên như thế cơ chứ. Đúng là tham lam mà. Thôi, anh đừng buồn nữa. Sau này kiểu gì anh cũng sẽ trồng được quả dưa ngon và to hơn thế nhiều. Khó lắm mềm ạ. Mà lý trưởng tham thật, chỉ khen vài câu giỏi giỏi là cướp quả dưa hấu đi được. Anh Hầu đi đâu đấy? À, tôi đang đi bán vải cho lý trưởng. À,
Anh có muốn đòi lại công bằng không? Hầu, anh đi đâu đấy? À, tôi đang tính lên tỉnh để bán miếng vải này cho cụ Lý. Ủa, vải không để may áo mặc, bán đi làm gì cho phí ra, rẻ đáng được bao đồng? Anh chẳng biết gì cả. Miếng vải này Lý trưởng được tặng, nhưng mà không dùng thì chẳng đem bán đi lấy tiền, tội gì để cho chật nhà. Này, anh làm gì thế? À, đâu có gì. Chẳng là tôi đang tính may cho cha tôi một bộ quần áo. Sờ chất vải này đẹp quá nên đang định mua lại ấy mà. Ơi, được thế thì còn gì bằng. Tôi đỡ phải mất công lên tận chợ tỉnh. Anh mua đi, tôi bán rẻ cho. Đâu, để tôi xem chất vải thực sự ra sao nào. Anh yên tâm đi, vải xịn, hàng đảm bảo chất lượng đấy. Anh cũng được đấy. Anh một mình vác mảnh vải này từ nhà lên tận đây đấy à? Ờ, đúng rồi. Không tôi thì là ai chứ? Bao của cha tôi. Ừ, hay nhỉ. Này anh Hợi, đừng tưởng tôi là hầu mà tôi ngu nhá. Trí nhớ của tôi vẫn rất tốt. Và nhớ rằng anh chưa trả tiền cho tôi. Tôi đã nói là tôi trả tiền rồi. Có chuyện gì vậy nhỉ? Lại có tranh chấp gì chăng? Mọi người xem, tên này đòi mua sắp vải của Lý trưởng nhưng không chịu trả tiền. Tôi nói tôi đã trả rồi. Tôi trả rồi, anh đừng có mà lấy cớ để đòi thêm tiền nhá. À, anh được, được lắm. Dám cướp đồ của Lý trưởng à? Để xem, tôi sẽ đi gọi Lý trưởng tới đây, xem anh còn ra mồm được không. Anh muốn gọi thì cứ gọi đi. Tưởng tôi sợ chắc? Sao? Đứa nào dám cướp vải của ông? Đứa nào to gan thế hả? Chính là tên này thưa ông. Hắn đòi mua vải của ông, không trả tiền con, cứ khăng khăng trả rồi để cướp trắng trợn miếng vải đó. Tôi nói là tôi đã trả rồi. Trả bao giờ? Trả lúc nào? Có ai làm chứng không hả? Thì ban nãy tôi nói giỏi với anh Hầu rồi đấy thôi. À, lộ cái bàn mặt rồi nhé. Ngươi nghĩ sao mà khen giỏi là có thể mua được miếng vải của ta hả? Ngươi bị khùng à? Thì con cũng học tập ông mà ra đấy thôi. Hôm trước con kiếm được quả dưa to ơi là to. Con định bụng mang ra chợ bán lấy tiền. Ông đi qua khen giỏi và cầm quả dưa về. Vậy nên con nghĩ chỉ cần khen như vậy là có thể mua được mọi thứ rồi. Mọi người có thể làm chứng cho con mà. Chính ông khen giỏi trước. Đúng vậy, chính ông khen giỏi rồi lấy quả dưa của anh Hợi mà. À, con hiểu rồi. Nó vẫn căm vụ ông cướp không quả dưa của nó. Giờ phải làm sao đây? Dưa thì có 1-2 hào một quả thôi, chứ miếng vải đó của ông á, ít thì cũng phải 10 hào. Thôi, ông trả tiền quả dưa bữa trước cho hắn, rồi bảo hắn xí xóa đi cho rồi. Ờ, Hợi này, chắc là bữa đó ông quên trả tiền thôi. Chứ ái đời, khen giỏi mà coi như trả tiền được bao giờ đâu. Thôi thì, bây giờ ông trả Hợi tiền dưa, Hợi trả lại cho ông miếng vải đó nhá. Ờ, việc này... Đấy, thương dứa chỉ bán được 2 hào, giờ ông trả hẳn 3 hào, được chưa? Ông nói thế thì còn có lý. Đây, con trả ông miếng vải, coi như hòa ông Lý nhỉ. Cảm ơn Hồng Xiêm nhé. Nhờ có em mà anh lấy lại được tiền quả dưa hấu. Giữa tiền để trả quả dưa và việc mất mảnh vải, tất nhiên là ông Lý sẽ trả anh tiền dưa rồi. Eo ơi, sợ thế. Chân đời tôi chưa thấy cái gì như nó bao giờ. Quái lạ. Có chuyện gì mà người ta xôn xao lên hết thế nhỉ? Dạ bẩm ông, con nghe loáng thoáng người ta đang xem con vật gì lạ lắm ông ạ. Vật lạ à? Thế thì ta cũng phải tới xem mới được. Ôi trời ơi, có con giun mà ông ba cũng lăm quá lên. Này ông, đây không phải là giun bình thường đâu nhá, mà là sơn hào hải vị đấy. Sơn hào hải vị? Ăn thế nào được giun mà lại là sơn hào hải vị? Chẳng giấu gì ông, đây là con đuông dừa. Nếu ông không tin, ông có thể nếm thử ngay tại đây. Tên này đúng là lừa đảo.
nó còn đang ngọ nguậy thế này, ăn là ăn thế nào? Người có roi thì ăn thử ta xem. Ôi chào ơi, ông ta lại ăn kìa. Eo ơi, ghê quá. Là tôi á, thì tôi chẳng dám ăn đâu. Thế nào, ông đã tin chưa? Thì ta tin rồi. Món ăn này không phải lúc nào muốn có là có đâu nhá. Tôi phải mang nó từ tít miền Tây xa xôi đến đây đấy. Không ăn thử bây giờ, chắc chắn sẽ hiếm có cơ hội gặp lại. Ông ơi, nếu ông sợ, mình cứ việc bỏ đi thôi ông ạ. Ba cái con run này có gì mà phải sợ. Hắn ăn được thì ta cũng ăn được. Xem đây này. Ông này thế mà hay thật. Chào ôi, nó có vị thế nào nhỉ? Ngon, béo béo, lại bùi bùi. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà. Khiếp, ông quả là dũng cảm. Mang cái món này về làng mình á, có mà cả làng chạy khiếp vía chứ. Mang món này về làng á? Vâng ạ, từ bé đến giờ con mới thấy người ta bỏ một con giun sống thế này vào miệng nhai. Đảm bảo với ông, người dân làng mình không ai dám ăn thử đâu ạ. Được, được. Người làm ta nảy ra một ý này. Này, sao các cậu còn ngồi đây? Chưa đi xem hội à? Hội gì cơ? Bây giờ mới có tháng 11. Hội gì mà hội? Không phải hội làng mình, mà là hội thi tìm người dũng cảm của cụ Lý tổ chức kia kìa. Tìm người dũng cảm á? Đúng thế. Sáng nay tớ ở nhà đã nghe người ta kháo nhau rằng cụ Lý đang tổ chức cuộc thi tìm người dũng cảm nhất. Giải thưởng lên đến 500 đồng cơ. Thế cậu có biết ở đấy người ta thi tài những gì không? Tớ đã đến đấy đâu. Vừa nghe được là tớ ra đây rủ các cậu đi xem đây này. Thế thì chúng mình đi đi. Tớ cũng tò mò thật đấy. Đúng thế, mình tới đó xem sao. Nghe bảo đâu kinh dị lắm. Có người đang thi còn ngất xỉu cơ. Chẳng biết có gì mà khiếp thế nhở. Này bọn trẻ, muốn vào bên trong thì nộp tiền vé. Chúng em chỉ đi xem mà cũng tốn tiền vé ạ? Đúng thế, vì đây là cuộc thi kinh dị rất hấp dẫn nên phải thu vé chứ. Người già người trẻ gì cũng một đồng cả. Có vào không? Vào thì vào, không thì tránh ra cho người khác vào. Vé của tôi đây. Mời vào, mời vào ạ. Thôi, để tớ trả tiền vé cho. Vào nhanh xem người ta có gì ở bên trong mà ghê thế. Vào đi. Eo ơi, ghê quá. Chỉ có giun thôi sao? Thế người ta định làm gì với con giun ấy nhỉ? Kính thưa ba con. Mặt vui sướng của Lý trưởng kìa. Có khi đây cũng chỉ là mưu kế của ông ấy, lừa tiền người ta vào xem ấy chứ. Ai mà ăn được con giun đang sống nhăn thế kia. Anh ơi, cái con anh vừa cầm lên trông như thế nào? Có phải rất tròn, béo, màu trắng ngà ngà đúng không? Đúng đấy, nó béo tròn trông lúc nhúc. Thật là khiếp đi được. Ông Xiêm ơi, cậu hỏi thế để làm gì? Tớ hỏi thế là để chuẩn bị dự thi ấy mà. Dự thi á? Hồng Xiêm, cậu bị sao đấy? Cậu ăn thế nào được con giun sống thế kia? Bỏ đi Hồng Xiêm ơi, ghê lắm. Có khi nó còn có độc đấy. Các cậu đừng lo, tớ biết tổng trò này rồi. Bẩm Lý trưởng, con đăng ký tham gia. À, Hồng Xiêm à, mọi khi người vẫn nổi danh là thông minh, nãy lại đòi tranh cả phần dũng cảm cơ à. Ôi dào ôi, trẻ con thì làm được gì? Ừ, chắc nó ra oai một tí cho vui đấy thôi. Sao nó làm được? Mọi
mọi người ơi, đừng quá kinh ngạc. Thật ra đây không phải là con sâu đâu. Thế nó là con gì mà lại trông giống sâu thế? Thực ra đây là con đuông dừa, một món nổi tiếng ở miền Tây. Nó sống trong thân cây dừa, đặc biệt là nó ăn sống được, lại có vị mùi béo rất ngon. Úi giời, thế hóa ra là ăn được à? Giờ tôi mới biết đến cái món này đấy. Thằng bé này thế mà giỏi, cứ tưởng không ai lấy được thưởng cơ đấy. Cụ Lý có cần con ăn hết cả rổ này mới chứng minh được con là người thắng không ạ? Thôi, khỏi. Sau cấm có tham gia cho gì ta tổ chức nữa, nghe chưa? Thích thật, đến xe mà lại có tiền mang về. Mấy món thế này lại không thấy mít mật đòi ăn nhở? Thôi, tớ chịu. Mọi người chú ý, hôm nay Lý Trường tôi tụ tập mọi người ở đây là có việc cần bàn bạc. Thời gian gần đây, làng ta xuất hiện rất nhiều khỉ hoang. Chúng thường kéo đàn kéo lũ đến để phá hoại đồng lúa. Ruộng nhà tôi cũng vừa bị phá hôm qua xong. Nhà tôi còn bị phá mấy hôm nay rồi cơ. Bực ơi là bực. Tình trạng này diễn ra cũng lâu rồi. Thế nên tôi mới họp mọi người lại để họp bàn cách đối phó. Mọi người xem có cách gì không? Theo tôi, cứ rình bắt nhốt hết bọn chúng lại, thế là khỏi phá phách. Chúng nó đông như quân Nguyên ấy, bắt hết làm sao được. Với cả, bắt xong rồi thì làm gì? Lại nuôi chúng nó à? Có mà tốn cơm tốn gạo ấy. Thì tôi có ý kiến thế, không đồng ý thì thôi, làm gì căng. Thì tôi cũng phản đối thế thôi, làm gì căng. Thôi trật tự, đây không phải là chỗ để cãi nhau. Nhưng đúng là không thể bắt hết chúng lại được. Hết đàn này đến đàn khác, bắt sao xuể. Có ai có ý kiến gì khả quan hơn không? Công nhận, lần trước có mấy con phá ruộng ngô nhà tớ, Hồng Xiêm còn bày cách cho bắt. Nhưng ít thì bắt được, chứ nhiều thì chịu. Nhưng cứ để chúng nó tung hoành mãi thế à? Phải có cách gì trị chứ. Cậu có cách gì không? Sao nãy giờ không thấy nói gì thế? À, cách thì có chứ. Thế nào? Có ai nghĩ ra cách gì không? Con có ạ. Mí có cách gì? Mau nói ta nghe xem nào. Xem có hiệu quả không? Cụ chỉ cần tin tưởng và làm theo lời con dặn là được. Đảm bảo lũ khỉ sẽ không dám đến nữa. Dình tư tờ mờ sáng tới giờ mà chưa thấy con khỉ nào thò mặt ra nhỉ? Hay là bọn nó biết sắp bị bắt nên trốn hết rồi? Các chú cứ bình tĩnh, chắc là bọn chúng sắp xuất hiện rồi đấy. Nhớ làm theo lời cháu dặn nhé. Nhớ rồi, gì chứ một con thì bắt dễ không ấy mà. Bắt được rồi nhá. Rất cả mình. Đây là con khi mà đám gia nô nhà ta bắt về đây sao? Đến cụ Lý còn giật mình như thế, chứng tỏ là tài hóa trang của con quá siêu đúng không? Hóa trang à? Mi làm gì với nó để nó thành ra khỉ không ra khỉ, má không ra ma thế? Thì con chỉ cho nó mặc quần áo, rồi tô vẽ lên mặt nó thôi mà. À, còn thêm cái chuông ở cổ nữa, quá đơn giản. Nhưng Mi làm thế để làm gì? Làm gì thì rồi cụ sẽ biết. Cụ cứ bảo gia nô canh chừng ngoài ruộng, nếu thấy lũ khỉ đến thì báo cho con là được. Được rồi, ta sẽ làm theo yêu cầu của Mỹ. Nếu mà không đuổi được lũ khỉ thì đừng có trách. Cụ cứ tin ở con. Đến rồi. Về báo cụ Lý nhanh lên, để tôi ở đây canh cho. Được, tôi về luôn. Đuổi theo bầy đàn của Mi đi kìa. Đi. Hoan hô, bọn khỉ chạy cả rồi. Ô hay, sao lũ khỉ kéo nhau chặt. Người đâu? Mau gọi thầy lang. Mau gọi thầy lang đến cho ta. Bẩm quan, có chuyện gì mà quan cho gọi thầy lang đến ạ? À? Quan bị thương ở đâu à? Không phải ta, mà là con chim của ta bị thương. Ôi,
con chim ở đâu mà đẹp thế ạ? Ta vừa đi thuyền trên biển thì gặp nó bị thương xà xuống khoang thuyền nên mang nó về đây đấy. Mà thôi, người mau đi gọi thầy lang đi, hỏi gì mà hỏi lắm thế. Dạ dạ, con đi ngay đây ạ. Cố lên nhá, nhất định ta sẽ chữa trị khỏi cho ngươi. Con chim đẹp và quý thế này mà chết thì tiếc lắm. Chỉ là vết thương nhẹ thôi, nó sẽ sớm hồi phục nên quan lớn không cần lo đâu ạ. Thế thì tốt rồi, ngươi về đi, có gì ta sẽ gọi sau. Vâng thưa quan. Ngoan nhá, mau khỏe nhá. Có con chim quý này, nhiều người sẽ phải lác mắt với mình đây. Con chim quý của ta, mi thấy chiếc lồng mới ta làm cho mi có đẹp không? Hôm nay ta còn mang thịt gà hảo hạng cho mi ăn nữa đấy. Sao mi không ăn thế? Thịt ngon như thế này cơ mà. Vừa mới lành bệnh, phải tầm bổ cho khỏe, để ta còn mang mi đi khoe với những người khác chứ. Người đâu? Dạ bẩm quan, có chuyện gì thế ạ? Ta giao cho ngươi chăm sóc con chim quý của ta, ngươi có chăm sóc cẩn thận không đấy? Dạ, lời quan dặn con không dám sai sót ạ. Con chăm nó từng ly từng tí một, không sơ sẩy chút nào ạ. Thế sao hôm nay ta cho nó ăn, nó lại không ăn? Dạ, cái này thì con cũng đang định báo với quan đây. Nó bỏ ăn 2 ngày rồi ạ. Cái gì? Chuyện quan trọng thế mà giờ ngươi mới nói à? Có muốn ta phạt không hả? Xin quan bớt giận, tại 2 ngày nay quan đi vắng, có ở nhà đâu mà con báo được ạ? Chắc các ngươi không cho nó ăn uống tử tế gì, hay là nấu nướng không hợp khẩu vị của nó? Dạ, quan nói thế thì oan cho chúng con quá. Quan dặn thế nào, chúng con làm thế ấy, không dám sai lời ạ. Thôi, mau đi chuẩn bị một vài món khác xem nào, đích thân ta cho nó ăn xem sao. Nhớ là các món phải thật ngon đấy. Vâng, để con đi chuẩn bị ngay ạ. Có ăn không thì bảo. Bao nhiêu sơn hào hải vị thế này còn chê à? Đúng là sướng không biết đường mà sướng. Nó không chịu ăn thế này thì làm sao mà sống được chứ? Đấy, con đã bảo là làm theo lời quan dặn rồi mà quan không tin. Quan cho, nó còn chẳng thèm ăn nữa là con. Mau gọi thằng Hồng Xiêm đến đây xem nào. Nó thông minh như thế, chắc chắn sẽ có cách khiến con chim này phải ăn. Đi nhanh đi. Vâng, con đi ngay đây. Thế nào, ngươi có cách gì khiến con chim quý của ta ăn không? Nó bỏ ăn mấy ngày rồi, ta lo lắm. Con chim này hình như là chim biển thì phải. Thế nào? Sao ta hỏi mà không trả lời thế? Dạ, bẩm quan, theo như con biết thì đây là một loài chim quen sống ở biển rồi. Có thể quan đưa nó về đây không hợp đất nên nó không muốn ăn thôi. Quan muốn nó sống thì hãy thả nó ra, cho nó về với đồng loại. Đó là cách duy nhất thôi ạ. Vớ vẩn, thả là thả thế nào? Con chim quý như thế đâu phải ai cũng có được. Ngươi xúi dại ta đấy à? Thế thì con chịu thôi. Quan không thả nó ra, khác gì cầm tù nó. Đang yên đang lành, người ta mang quan bỏ tù thì quan có chịu được không? Huống hồ đã là chim thì phải bay chứ. Tưởng ngươi thông minh thế nào, hóa ra chỉ bàn lùi. Thôi về đi, ta không cần ngươi nữa, bực cả mình. Dạ, tùy quan lớn ạ, con xin phép. Còn lâu ta mới thả ngươi ra nhá. Quan ơi, dạ bẩm quan, có chuyện rồi ạ. Có chuyện gì mà sáng ra đã như cháy nhà đến nơi thế? Dạ con chim, con chim của quan. Con chim của ta làm sao? Con chim của quan hình như chết rồi, con thấy nó cứ nằm im không động đậy gì cả. Cái gì? Sao lại chết? Chết làm sao được? Mau gọi thầy lang tới ngay. Dạ. Chú đi đâu mà vội thế? Ta không có thời gian nói chuyện với nhóc. Con chim của quan huyện sắp chết rồi, ta phải đi tìm thầy lang đây. Biết ngay là kiểu gì cũng có chuyện mà, thử đến đó xem mới được. Tỉnh đi nào. Thầy lang sắp tới rồi, mi không được chết đâu đấy. Con nghĩ là nó không qua khỏi đâu. Hồng Xiêm đấy à, mau vào xem giúp ta, xem con chim này chết chưa, hay là ta thả nó ra như lời ngươi bảo nhá.
Nó chết rồi mà quan, có thấy thở nữa đâu. Giờ quan có thả nó ra cũng vô ích thôi. Chết, chết thật rồi sao? Con đã nói với quan rồi, nó là chim biển. Nơi ở của nó là biển cả. Nó đang quen với sự tự do. Tự nhiên quan bắt nó về nhốt trong lồng. Nó nhớ nhà, nên đau buồn, rồi bỏ ăn, dẫn đến suy nhược cơ thể mà chết đi. Đó là sớm muộn thôi mà. Vô lý. Ở đây ta chăm sóc, chiều chuộng nó có thiếu thứ gì đâu mà đau với buồn. Này nhá, lồng thì mạ vàng, thức ăn thì toàn sơn hào hải vị. Không sướng hơn là lang thang bên ngoài kiếm ăn hay sao? Đó là quan thấy sướng, chứ nó có sướng đâu. Điều nó cần là đôi cánh tự do, để bay lượn trên bầu trời, chứ không phải vật chất phù phiếm mà quan mang lại. Sự yêu thương nếu không thể hiện đúng lúc, đúng chỗ người khác cần, thì chỉ khiến người ta khó chịu thôi. Có lẽ người nói đúng, ta đã hại chết nó rồi. Thank you.